Bạn ơi, xin chào bạn. Bạn có biết kênh giải trí nào đang được nhiều người yêu thích thứ nhì trên thế giới hiện nay không? Tôi không biết. Mình tí chế cảm xúc một chút xíu. Vậy thì còn kênh giải trí được nhiều người yêu thích nhất thì sao? À không, cái này tôi biết. Vậy đó là gì? Dạ, TV. Chị ơi, cái gì? Chị ơi, cho em hỏi. Mày nói cái gì? Chị ơi, cho em hỏi cái này. Mày nói cái quần gì tao không nghe. To lên. Thôi mày đợi đi tao xuống. Rồi, mày nói cái gì? Dạ chị. Không, mày ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Chị ơi, chị cứ viết trên truyền hình. Cái gì? Truyền hình hả? Bả dạ. Trời ơi, truyền hình hả? Vậy cho em hỏi chị có biết kênh giải trí nào được yêu thích nhì hiện nay không? Cái gì? Tao không biết. Vậy chị biết kênh truyền hình nào yêu thích nhất hiện nay không? Yêu thích nhất đúng không? Dâm TV. Dâm TV. À, phía bên kia có hai ông cháu rất là dễ thương. Chúng ta hãy đến phỏng vấn họ nha. Ôi trời ơi. Ông có biết kênh giải trí nào được yêu thích nhì hiện nay không ạ? À? Cái gì? Cái gì? Quần xì hạ giá hả? Ôi, cái này tao biết nha. Tao mua sách vở mặc hoài chục là 15 ngàn. Dạ không phải ông ơi, tôi có hỏi là kênh giải trí được yêu thích nhì à? Giải trí hả? Dạ. Không, không có biết. Dạ. Dạ ông có biết kênh giải trí nào được yêu thích nhất hiện nay không ạ? À? Gì? Cực gì? Vậy cực gì? Dạ, tôi giải trí được yêu thích nhất ạ. À, yêu thích nhất hả? Dạ. Trời ơi, cái này là tao biết nè. Dạ. Gì con nói con? Dâm TV. Ồ, Dâm TV. Hôm nay chúng ta sẽ đến khách sạn 5 sao, phỏng vấn người nổi tiếng. Nghe nói Mr. Vi hôm nay sẽ về Việt Nam. Tôi từng cộng tác. Chị này có biết kênh truyền hình nào yêu thích hiện nay không ạ? Ồ, tôi là càng biết. Đó là Dâm TV.